Chương 261, này, trả tiền trước được không? Lê Văn Vân Hoài nghi quay đầu lại, thấy hai chị em xinh đôi xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đứng cách anh không xa, thấy anh quay đầu lại, người đẹp váy đen bước tới nói, mình quét WeChat nha. Lê Văn Vân quan sát hai người bọn họ, ngạc nhiên hỏi, cô muốn kết bạn WeChat với tôi? Người phụ nữ mặc váy đen đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, đôi chân thon dài. Nguyên Man thực sự rất quyến rũ một mùi hương phảng phất quay chóp mũi lê văn vân người phụ nữ mặc váy đen nhẹ giọng nói đúng vậy hai chị em chúng tôi muốn tìm một chàng trai mời chúng tôi đi uống nước nếu như anh muốn đêm nay hai chị em chúng tôi sẽ ở bên anh chỉ cần một vạn tệ là được rồi vừa nói trên mặt cô ta còn thoáng ửng hồng trái tim lê văn vân khẽ rung động má nó đây thực sự là gái đứng đường sao hai chị em sinh đôi xinh đẹp như hoa này lại chỉ có một vạn một đêm thôi sao hơn nữa lại còn là mỹ nữ tuyệt đẹp như thế này. Audio điện tử võ tấn bền. Thế này thì người đàn ông nào có thể chịu nổi, không có tiền cũng đi vay ấy chứ. Lê Văn Vân cũng là một người đàn ông, anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Anh ho khan nói, có uống hay không không quan trọng. Chủ yếu là muốn tiêu một ít tiền. Người đẹp mặc váy đen cười nói, nóng vội quá đi. Vậy tốt quá, lúc này, người phụ nữ váy trắng cũng tiến lên cô chủ động nắm lấy cánh tay Lê Văn Vân nói, vậy thì chúng ta đi thuê nhà nghỉ đi. Ở đó an toàn hơn. Chân của Lê Văn Vân bất giác đi ra phía ngoài chung cư, sau đó hai chị em sinh đôi với một chiếc taxi lại, kéo Lê Văn Vân vào hàng ghế sau, kẹp Lê Văn Vân ở giữa, mỗi người ôm một cánh tay anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc này chính là đỉnh cao của cuộc đời Lê Văn Vân. Bác tài xế ghen tị đến mức suýt nữa thì nhỏ nước rãi. chương 262, Ha, khá là bình tĩnh đấy. Lê Văn Vân sờ chóp mũi, cùng hai người phụ nữ nói chuyện cười nói, thỉnh thoảng lại lén lút lợi dụng chiếm tiện nghi. Chiếc xe chạy được 450 phút thì dừng lại ở một nơi gần ngoài ô Lâm Hải. Xa như vậy, Lê Văn Vân nhìn rồi nói. Ở đây an toàn hơn. Lan Lan nói, ở trong thành phố nguy hiểm lắm. Đúng rồi, anh trả tiền xe đi. Mỗi lần chúng tôi đi khách đều là họ trả tiền xe. Đây là điều bắt buộc mà. Lê Văn Vân tự mãn quét mã trả tiền. Sau khi xuống xe, Lê Văn Vân nhìn xung quanh, nơi này dân cư tương đối thưa thớt, ánh đèn mờ ảo, không có nhiều người sinh sống gần đó. "Nó ở đằng kia." Hân Hân nói, chỉ vào một khu chung cư cổ kính với ánh đèn. "Phía xa. Vậy chúng ta qua đó thôi." Lê Văn Vân bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn. Hai người phụ nữ khoác lấy cánh tay của Lê Văn Vân, Lê Văn Vân cũng không kiêng nể vòng tay qua eo ôm lấy hai người bọn họ. A da, đừng nóng vội như vậy chứ, lát nữa về phòng rồi, muốn làm gì thì làm. Lan Lan vặn vẹo eo nói. Đi dọc con đường được một lúc thì ánh đèn xung quanh dần mở đi, từ xa Lê Văn Vân nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng sáng đang đậu cách đó không? Xa, đi về phía xe một đoạn, cách chỗ chiếc xe dừng khoảng 20 mét, anh dừng lại, hướng về phía chiếc xe cười nhạt rồi nói, nhìn chúng tôi lâu như vậy rồi, cũng nên xuống xe rồi chương 263 từng tiếp xúc với người trong nhà giam. Nếu tôi không buông ra thì sao? Lê Văn Vân cười nói, tôi với bọn họ đã thương lượng giá cả rồi, một vạn một đêm, hôm nay tôi phải hòa vốn mới được, nếu ông cũng muốn thì phải tự mình xếp hàng, ngày mai hắn quay lại. Lời nói của anh khiến chắc Hảo ở cách đó không xa xứ người, kể cả hai người phụ nữ bên cạnh Lê Văn Vân cũng sững sờ, sau đó vừa cười vừa lắc. Đâu? Chắc Hạo cầm lấy điếu thuốc trong tay, nhìn lê văn vân nói đúng là kẻ ngu dốt thì không biết sợ vừa nói ông ta vừa lắc đầu nói đúng vậy một người bình thường như anh cho rằng một mình có thể chiến đấu với hơn chục tên xã hội đen là rất lợi hại nhưng thật đáng tiếc lê văn vân vẫn đứng đó mỉm cười cậu còn thời gian một điếu thuốc nói di ngôn tiện thể chọn cách chết cho mình chắc hạo mỉm cười nói chết lê văn vân cao mày có người sai ông giết tôi sao bây giờ mới nhận ra Trác hạo nhìn Lê Văn Vân đầy khinh thường đáp, có người trả 1.500 vạn, đáng tiếc tôi thấy cái mạng này của cậu không đáng giá 1.500 vạn, nhưng nếu đã trả rồi, tôi tiện tay giải quyết một chút, bây giờ thời gian của cậu chỉ còn nửa điếu thuốc, nói gì ngôn đi. chương 264, người của Hồng Nguyệt đều nên chết cả đi. Sứt lời, ông ta vung tay, tàn thuốc trong tay ông ta phóng thẳng tới chỗ Lê Văn Vân. Khoảng cách giữa ông ta và Lê Văn Vân là 20 mét, sức mạnh từ những ngón tay ông ta Lê Văn Vân có thể nhìn thấy. Lê Văn Vân hạ tay xuống, vỗ vào mông hai người phụ nữ một cái rồi nói, hai cô không được phép động tay, đợi khi tôi quay lại sẽ trả tiền. Nói xong, anh bước ra ngoài, cơ thể anh giống như một viên đạn, chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt Trác Hạo. Đồng thời vung ra một đấm. Nhanh thật, Trác Hạo nhanh như chớp né sang một bên. Cú đấm của Lê Văn Vân đánh chúng vào xe, chiếc xe bị cú đấm của anh vượt qua, chỗ bị đâm chúng đã lõm xuống siêu quá, trác hạo kêu lên. trên chán ông ta lập tức toát mồ hôi lạnh. ông ta chạm nhẹ tay lên eo, một con dao găm lạnh lẽo chuẩn bị được rút ra. bum, đúng lúc này lê văn vân lại xông tới, đồng thời ẩn cánh tay ông ta. ông ta chỉ cảm thấy cả cơ thể mình rời khỏi mặt đất. bum, a, à, tiếng hét và tiếng rơi chạm đất cùng lúc vang lên. ông ta lăn tại chỗ, thành công rút được con dao găm ra vừa nhìn về phía hai người đẹp sinh đôi đứng cách đó không xa nói, mau giúp tôi. Trên gương mặt hai người đẹp lộ ra vẻ do dự. Lúc chắc hạo thốt lên hai từ, siêu quá, bọn họ đã sợ xanh mặt. Họ đều là thành viên của Hồng Nguyệt, nên họ hiểu rằng hai từ siêu quá kia rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nếu như tôi là các cô, tôi sẽ lựa chọn không ra tay. Đúng lúc này, một giọng nói hiểu điệu từ phía xa vọng tới. Ngay sau đó, trong tầm mắt của họ, một bóng người mặc váy đỏ chậm rãi đi tới hoa hồng đỏ chắc hạo cầm con dao găm ngồi xổm trên mặt đất nói với vẻ mặt rất khó coi cô biết cậu ta sốt cuộc là chuyện gì vậy người anh em cậu đã quen biết hoa hồng đỏ rồi vậy coi như chúng ta là bạn đây chỉ là hiểu lầm thôi tôi có thể cho cậu biết ai là người đã sai tội giết cậu lê văn vân liếc mắt nhìn ông ta hử là ai lê hàng lê hàng người nhà họ lê ở lâm hải chính ông ta đã sai tội giết cậu Chắc hạo vội vàng trả lời. chương 265, tha cho ông sao? Hoa hồng đỏ bật cười che miệng nói, ai à, chắc hạo, chắc hẳn ông còn chưa biết anh ấy là ai. Mồ môi lại men theo gương mặt của chắc hạo nhỏ xuống mặt đất. Đường đường là người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm, vậy mà lúc này trong lòng ông ta tràn đầy sợ hãi. Cậu, suốt của cậu là ai? Chắc hạo nhìn Lê Văn Vân nói với giọng run rẩy. Anh ấy anh ấy chính là người gác đêm số không đã biến mất 3 năm trước. Hoa hồng đỏ cười nói, cười run hết cả người. Thế nhưng, sau khi những lời này được nói ra, chắc hảo không khỏi lùi về phía sau một bước, nôn ra một ngụm máu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Ở phía sau, đôi mắt tuyệt đẹp của hai cô gái song sinh cũng mở to ra. Người này, lại có thể là người gác đêm số không? Bọn họ muốn điên mất. Lúc nhận nhiệm vụ này, bọn họ chỉ nghĩ anh chỉ là một người bình thường có chút hung bạo thôi. Nhưng bây giờ lại nói với họ rằng người này chính là người gác đêm số 0. Đừng nói là 1.500 vạn, có đưa cho họ 150 triệu thì họ cũng không dám đến nhận nhiệm vụ này. Thân thể chắc hạo bắt đầu run lên, thậm chí ông ta còn không chống cự, nhìn hoa hồng đỏ nói, rõ ràng là cô đang cấu kết với người gác đêm số 0, thủ lĩnh biết được sẽ không tha cho cô ông ta còn không dám ra thì việc gì tôi phải sợ ông ta. Hoa hồng đỏ cười nói, tôi còn muốn ông ta ra đây đó, anh Lê rất muốn giết chết ông ta. Nghe xong những lời này, Lê Văn Vân khẽ dùng mình. Sắc mặt Trác hạo vô cùng khó coi, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, phải làm thế nào cậu mới tha cho tôi. Tha cho ông sao, Lê Văn Vân cau mày, nghĩ đến điều gì đó lại nói, chuyện đó còn tùy vào tâm trạng của tôi, bây giờ dẫn tôi đi gặp Lê Hàng một chút. Trác hạo sừng sốt, nhưng cũng không dám do dự, Lê Văn Vân cười bước đến trước mặt hai chị em song sinh đang lo lắng, vòng tay qua eo họ nói trước hết, các cô cũng đi cùng tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 266 kéo vào nhà rồi tính Không bao lâu sau, cửa biệt thự được mở ra, Lê Hàng mặc quần áo ngủ bước ra khỏi biệt thự, nhìn thấy chắc hạo, ông ta vui vẻ hỏi, song xuôi cả rồi. Sắc mặt chắc hạo không được tốt, mà Lê Hàng vẫn nói tiếp, thế nào rồi, xử lý sạch sẽ rồi chứ. Két. Đúng lúc này, cửa xe trước mặt bỗng nhiên chậm rãi chuyển động, Lê Văn Vân nhìn ông ta cười hỏi, ông nói xem. Khoảnh khắc nhìn thấy Lê Văn Vân, mặt Lê Hàng chợt biến sắc. Bốp. Ngay lúc đó, Trác Hạo đã dáng một cái tát vào mặt ông ta, con mẹ nhà ông, ông muốn hại chết tôi phải không? Lê Hàng chỉ là một người bình thường, cái tát này của Trác Hạo suýt nữa khiến ông ta mất mạng, cả người ông ta quay tròn một vòng rồi ngã ngồi xuống đất. Vừa mở miệng ra đã nôn ra hai chiếc răng và một bụng máu. Ông ta đưa tay che mặt nhìn về phía trước một cách cực kỳ kinh ngạc. Mẹ nó ông còn bảo tôi đi giết cậu ta, ông có biết cậu ta là ai không? Con mẹ nhà ông, chắc hạo càng nghĩ càng thấy tức. Ngọn nguồn của mọi chuyện chính là từ Lê Hàng mà ra, vì Lê Hàng mà ông ta mới rơi vào thế cục nguy hiểm như hiện giờ, ông ta không đoán được tiếp theo Lê Văn Vân sẽ làm gì với mình nữa hiện giờ ông ta chỉ muốn đánh chết Lê Hàng. Mà hiện giờ Lê Hàng đang trong trạng thái hoàn toàn sững sờ. Tình huống gì vậy? Không phải chắc Hạo đi giết Lê Văn Vân rồi sao? Tại sao Lê Văn Vân vẫn bình an vô sự còn chắc Hạo lại đến đây đánh ông ta? Hơn nữa, ban nãy chắc Hạo còn nói ông ta muốn hại chết ông ta là sao? Đầu Lê Hàng choáng váng một hồi, ông ta cảm thấy mình có chút không phản ứng được. Trác Hạo còn muốn đạp ông ta thêm vài cái thì Lê Văn Vân khoát tay nói, "Đừng đánh nữa, nếu còn đánh thêm ông ta sẽ chết." "Được, được." Trác Hạo nhanh chóng đáp. Lê Hàng bụng mặt ngồi dưới đất, vẫn đang cảm thấy ngạc nhiên. "Chương 267 lần sau tôi đâm vào đầu luôn đó." Trác Hạo nghe lời này của ông ta liền tức giận lại chạy đến và cho ông ta một bạt tay. Lê Hàng nuốt nước bọt, trong lòng nổi lên sợ hãi ông ta hiểu những người thế giới ngầm là như thế nào, những người đó giết người không chấp mắt. Lê Văn Vân nhìn ông ta, thản nhiên hỏi, thất vọng không? Cậu, rốt cuộc 9 năm này cậu đã làm gì? Lê Hàng nhìn Lê Văn Vân sau đó cắn răng, ông ta cảm thấy có chút khó tin. Ông ta xem thường Lê Văn Vân, cảm thấy Lê Văn Vân không thể nào đấu lại mình. Lê Văn Vân muốn tiền không có tiền, muốn thế lực không có thể lực. Ông ta muốn đối phó với Lê Văn Vân cũng chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi nếu như không phải lê trung hằng muốn ông ta xử lý sạch sẽ một chút ông ta cũng sẽ không đi tìm chắc hảo hiện giờ lê văn vân bình an vô sự chắc hảo còn đối xử với anh rất khiêm nhường ông ta có dùng mông cũng nghĩ được lê văn vân của hiện tại với tưởng tượng của ông ta hoàn toàn không giống nhau tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan đến ông giờ thì nói chuyện 9 năm trước đi lê văn vân bình thản nói lê hàng hơi do dự ngay lúc này chắc hạo rút dao găm ra, chẳng nói lời dư thừa vào liền giữ lấy miệng Lê Hàng sau đó đâm một dao vào chân ông ta. Hít! Cơn đau đớn ập đến khiến Lê Hàng mở to đôi mắt, vùng vẫy không ngừng, nhưng vì miệng bị bịt lại khiến ông ta không nói ra được tiếng nào. Mãi hai phút sau, Lê Hàng mới định thần lại. Vào lúc này chắc hạo mới thả tay ra, hỏi gì thì trả lời luôn đi, lần này chỉ đâm vào chân ông, lần sau tôi đâm vào đầu luôn đó. Lê Hàng không còn khinh thường Lê Văn Vân như trước nữa, trong nội tâm ông ta lúc này vô cùng hoảng hốt. chương 268 sắc mặt anh biến hóa không ngừng. Lê Văn Vân nhíu mày. Giá người Lê Hàng đúng thật là khá giống với giá người của anh, trong thế giới ngầm có chuyên gia trang điểm siêu đỉnh, cái đó gọi là thuật dịch sung. Đây cũng là chuyện mà hồi đó Lê Văn Vân nghĩ mãi không thông, rõ ràng anh đã hôn mê rồi, sao trong camera an ninh lại có cảnh anh đưa diệp hinh vào khách sạn được đó còn là bằng chứng trực tiếp nhất lê văn vân trầm mặt nói vậy ai bỏ thuốc vào rượu của tôi lê tử thiện lê hàng nhìn lê văn vân rồi cắn răng nói lúc cậu ngồi cùng cậu ta cậu ta đã đổi cốc rượu của cậu bỏ thuốc mê vào diệp hinh thì sao lê văn vân hỏi lần nữa sau khi cậu mất đi bọn tôi lấy điện thoại cậu gọi điện hẹn cô ấy đến sau đó cũng bỏ thuốc mê Lê Hàng nói, vì chúng tôi đều biết tính khí người nhà họ Diệp, một khi họ biết được con cái nhà mình bị vấy bản như vậy chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vậy nên lần đó nhà họ Lê đã thỏa hiệp đưa cho nhà họ Diệp không ít lợi ích thì họ mới không bám lấy chúng tôi, nhưng về sau Lê Trung Hằng ghi hận bọn họ, liên thủ với rất nhiều công ty lớn để cướp thị trường nhà họ Diệp. Tất cả những gì nhà họ Diệp thu lợi được từ lần đó đều phải nôn ra, bây giờ thế lực của họ lại càng lung lay. Lê Hàng nhìn Lê Văn Vân một cách rè rặt rồi nói, sau đó cậu vào tù, cả nhà cậu đều bị gạch tên khỏi gia phả, Lê Trung Hằng biết năng lực của bố cậu, lo lắng ông ấy đợi thời trở lại đối đầu với nhà họ Lê cho nên bố cậu đi làm ông ta sẽ gây áp lực. Mà lúc đó ông cụ Lê Vĩnh Xanh cũng ngầm đồng ý. Mãi cho đến khi bố cậu vào tập đoàn Hán Vũ, ông cụ Lê Vĩnh Xanh trực tiếp đi tìm Lôi Bân nói chuyện, hy vọng ông ấy loại bỏ bố cậu nhưng lại bị Lôi Bân mắng, Lê Hàng thành thật nói. Nghe đến đây Lê Văn Vân cũng coi như hiểu được rồi. Chương 269, không giải quyết được. Con mẹ nó ông không hiểu tiếng người. Trên gương mặt anh tuấn của Trác Hạo lóe lên một tia tàn nhẫn. "Tôi đi, tôi đi." Lê Hàng lập tức trả lời. Lúc này Lê Văn Vân mới đứng dậy, anh bình thản nói, "Lôi ông ta lên xe." Nói xong anh đứng dậy đi về phía cửa. Trác Hạo không dám chậm chạp. Ông ta kéo Lê Hàng ngồi lên ghế phụ của xe sau đó ho khan một tiếng nói, "Cái này, Lê Văn Vân, cậu thấy tôi cũng phối hợp với cậu rồi, hay tôi đi luôn nhé. Cái xe này tặng luôn cho cậu." Lái xe, Lê Văn Vân bình thản liếc ông ta, hoặc là chết. Trong xe, Lê Hàng run rẩy cả người. Đây là sát thủ xếp hạng 4 của thế giới ngầm đó, vậy mà đối diện với Lê Văn Vân vẫn phải gọi dạ bảo vâng như vậy, thậm chí còn chẳng dám nói to. "Tiếng." "Văn Vân này," rốt cuộc là người như thế nào chứ? Ông ta nghĩ trong lòng, đồng thời cũng nhớ lại câu nói vừa nãy của Lê Văn Vân, tôi muốn cho nhà họ Lê xong đời, trong thâm tâm ông ta có chút sợ hãi. Lê Văn Vân và hai chị em sinh đôi kia vẫn ngồi ở đằng sau. Tâm trạng anh khá tốt, cuối cùng chân tướng của mọi chuyện cũng xuất hiện rồi, việc anh phải làm bây giờ chính là làm thế nào để làm cho mọi người biết được sự thật ấy. Khi đến nơi ở tối hôm qua, mấy người Tần Quốc Thành và Tất Hoa Vũ đang đợi ở bên kia, nhìn thấy Lê Văn Vân đưa bốn người đến, trên mặt mấy người Tần Quốc Thành đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy Trác Hạo, ông ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt má nó, vậy mà cậu bắt được thằng quát này. Trác Hạo nhìn thấy Tần Quốc Thành và những người khác, xa sầm mặt mũi. Ông ta biết mấy người này chính là người gác đêm. Xong đời, ông ta nghĩ, ông ta rất muốn chạy trốn, nhưng Lê Văn Vân ở đây, ông ta không dám chạy. Trác Hạo cắn răng, chỉ có thể đợi, đợi sau khi Lê Văn Vân rời đi ông ta sẽ tìm cách. Tất Hoa Vũ nhìn cặp song sinh kia ngưỡng mộ muốn khóc, anh ta đạp chắc hạo một cái nói, bà nó, tên chó má này cũng biết hưởng phúc thật. chương 270 anh thật sự tuyệt tình như vậy. Nhiệm tần quốc thành co rút nói, cậu nói chuyện đi, tôi sẽ không ở lại. Lê Văn Vân im lặng nhìn Tần Quốc Thành. Anh vốn định giao công tác tư tưởng này cho người trong người gác đêm làm, nhưng anh không ngờ bên Tần Quốc Thành lại không giải quyết được anh thở dài bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng nhà tần quốc thành cho bọn họ ở tương đối tốt có cảm giác như dành cho một gia đình bên trong trang hoàng cũng khá đẹp thầy lê văn vân đi vào ngô thị hương vội vàng cười nói mau bên này bên này lệ lệ mau rót ly nước cho lê văn vân ngô thị hương làm lê văn vân có hơi không quen lúc trước mỗi khi ngô thị hương gặp lê văn vân thì đều trợn mắt phần lớn thời gian đều đánh chửi và chê bai cho dù sau đó Lê Văn Vân có vận chuyển thịnh thế, khi đó Ngô Thị Hương cũng không thay đổi quá nhiều, lúc đối mặt với Lê Văn Vân vẫn xem thường anh. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, Ngô Thị Hương đối đãi với Lê Văn Vân tựa như lúc đầu đối đãi với cao phái vậy, thậm chí còn tốt hơn. Điều này làm Lê Văn Vân bị Ngô Thị Hương mắng suốt 3 năm có hơi không quen. Lê Văn Vân cau mày ngồi xuống, Nguyễn Thị Lệ mang một ly nước tới cho anh, sau đó ngồi bên cạnh Nguyễn Vũ Đồng. Nguyễn Vũ Đồng vẫn để mái tóc dài đen nhánh, quả thật vô cùng xinh đẹp, ngồi ở đó đúng là cảnh đẹp. Nhưng đối với Lê Văn Vân mà nói thì trả tính là gì. Lê Văn Vân cau mày hỏi, tại sao mấy người vẫn không muốn trở về? Nguyễn Vũ Đồng ngẩn ra, lúc này Ngô Thị Hương vội vàng nói, "Lê Văn Vân, chúng tôi đang đợi cậu mà, muốn trò chuyện với cậu một lúc." Trước kia, quả thật là chúng tôi không phải, Vũ Đồng cũng nghĩ rõ ràng rồi, là cậu đối xử tốt với nó, nó đã từng đi nhầm đường. Nhưng hy vọng cậu có thể tha thứ cho nó một lần. Hai người tái hôn đi, tôi nghĩ ông già nằm dưới đất kia cũng rất hy vọng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Hồi đó lúc cậu mới tới nhà chúng tôi, ông già đối xử với cậu rất không tệ." Ngô Thị Hương nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 271: Dạo chơi em gái ông. Ngô Thị Hương thấy Lê Văn Vân thật sự không muốn cho một đồng tiền nào thì khóc lóc om sòm, Lê Văn Vân Cậu không bồi thường một ít cho chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. Nếu các cậu để chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ đi khắp nơi tuyên truyền chuyện người gác đêm. Lê Văn Vân vui vẻ, anh cười như không cười nhìn hai mẹ con nói, bà nghĩ xem tại sao mấy người còn ở chỗ này, lại cho mấy người được ăn ngon, ở chỗ tốt là bởi vì trước kia mấy người có qua lại với tôi, bọn họ cho tôi mặt mũi. Bà nghĩ bọn họ thật sự lo lắng mấy người sẽ vạch trần người gác đêm sao? lê văn vân phì cười nói mấy người vạch trần thì có ai tin không ba người ngô thị hương lập tức kinh ngạc in đừng chơi trò vô lại mấy người ở chỗ này cũng không có tác dụng gì lê văn vân khoát tay nói giữ chút mặt mũi cho nhau đi chúng ta không phải người cùng một thế giới sớm phải sạch quan hệ đều tốt đối với mọi người ngoài ra tôi nói rõ ràng với mấy người trên thế giới này có rất nhiều người muốn giết tôi lần trước mấy người bị bắt cóc đã hiểu ra chưa nếu mấy người tiếp tục liên quan đến tôi lần sau có thể tôi sẽ không cứu được mấy người trên mặt lê văn vân lộ vẻ lạnh lùng nghĩ đến người kia sắc mặt ba người phụ nữ đều không nhịn được mà hơi thay đổi nói đến đây thôi lê văn vân cũng không muốn nói nhảm với bọn họ nữa sau khi nói xong anh đứng lên nguyễn vũ đồng thấy lê văn vân phải đi hốc mắt đỏ lên nước mắt chảy ra cô ta nói lê văn vân tôi thật sự biết lỗi rồi tha thứ cho tôi một lần đi Lê Văn Vân phất tay, thản nhiên nói, dọn dẹp đi, trở về Giang Thành, đến tập đoàn Cường Thịnh tìm Đỗ Thương Bắc, để cô ấy sắp xếp một công việc cho cô, sau đó tìm một người tái hôn rồi làm lại. Sau này đối xử với chồng cô tốt hơn chút. Cuối cùng, Lê Văn Vân vẫn mềm lòng, định giới thiệu một công việc cho Nguyễn Vũ Đồng. Dĩ nhiên, anh cũng hiểu tính cách của Ngô Thị Hương, thật sự không cho một chút lợi ích gì, Ngô Thị Hương chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm mà ỉ lại bên này nếu họ cứ thế đổ thừa hoặc là trở về tuyên truyền về người gác đêm thì hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ gây ra một chút phiền phức cho bọn họ nguyễn vũ đồng khóc cô ta rất hối hận ba năm qua lê văn vân đối xử với bọn họ thế nào thì dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy có lẽ không kiếm được rất nhiều nhưng cũng không đến mức vì tiền mà giàu dĩ huống chi bây giờ bọn họ biết thân phận thật sự của lê văn vân vũ đồng đều do mẹ đều do mẹ ngô thị hương ôm nguyễn vũ đồng nói Lê Văn Vân không để ý đến họ, anh đi ra khỏi phòng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi chưa được mấy bước, anh phát hiện ở góc tường có mấy người đang dán lỗ tại lên tường, đúng là mấy người Tần Quốc Thành. Lê Văn Vân im lặng rồi hỏi, "Mọi người đang làm gì vậy?" Khụ khụ, mấy người Tần Quốc Thành vội vàng đứng lên, sờ mũi nói, "Không làm gì, dạo chơi ở đây thôi." Chương 272, anh ta tới cầu hôn cô ư? Tần Quốc Thành dừng lại trong nháy mắt, Nhìn về phía tất hoa vũ, Lê Văn Vân cao mày nói, sao vậy? Không sao, Tần Quốc Thành nói, chẳng qua là không ngờ số 2 lại không muốn trở về. Lê Văn Vân thật sự không suy nghĩ nhiều, anh ôm của Tần Quốc Thành nói, trước đó đi ăn. Cơm đã, Tần Quốc Thành gật đầu, đồng thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc Tần Quốc Thành nghe thấy Hoàng Thi Kỳ đã gặp Lê Văn Vân, trong lòng hơi sợ hết hồn. Có điều thấy phản ứng của Lê Văn Vân. Tần Quốc Thành suy đoán được đại khái Hoàng Thị Kỳ không nói chuyện đó cho Lê Văn Vân, nếu không bây giờ Lê Văn Vân hẳn sẽ giờ đau giết tới Châu U rồi. Lúc ăn cơm, Lê Văn Vân rời đi với Khương Vĩ. Lúc rời đi, Khương Vĩ hưng phấn vô cùng. Lúc trước Khương Vĩ nhìn thấy rất nhiều người gác đêm đang bàn luận về huấn luyện, trông đặc biệt giống cao thủ võ lâm. Nghĩ sau này mình cũng sẽ trở thành người như vậy, Khương Vĩ có hơi nhiệt huyết sôi trào. Lúc lên xe, Khương Vĩ vẫn đang nói liến thoáng với Lê Văn Vân, Lê Văn Vân cũng kiên nhẫn giải thích cho Khương Vĩ. Đi ra từ căn cứ của người gác đêm mất khoảng một tiếng rưỡi. Tiếng chuông điện thoại của Lê Văn Vân bỗng vang lên, là Đặng Hân Hân. Alo, Lê Văn Vân, mau qua đây một chút. Giọng Đặng Hân Hân vang lên, sao Mậu Tuấn chặn ở dưới tầng nhà tôi. Chặn dưới lầu nhà cô, Lê Văn Vân khó hiểu hỏi, anh ta chặn dưới lầu nhà cô làm gì từ trong tai nghe bỗng truyền tới một trận hô hào, la hét. Gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy. Anh ta tới cầu hôn cô ư, Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, anh ta cứ làm ồn mãi ở dưới. Tôi đã nói người trong cửa xả đuổi anh ta đi rồi, nhưng không hiểu sao khi họ nói lại với bên bảo vệ thì bảo vệ lại ngó lơ, đặng hân hân bất lực trả lời. Nhóm đỗ tịch tịch đâu? Lê Văn Vân hỏi. Bọn họ và Diệp Mộng ra ngoài chơi rồi. Đặng hân hân bất đắc dĩ đáp, tôi định ở nhà ngủ. Một giấc nên mới không đi với họ, ai ngờ đâu Hoàng Mậu Tuấn lại đột ngột tới ngay dưới lầu nhà tôi chứ. Được rồi, để tôi qua đó xem sao, Lê Văn Vân nói. Cúp máy, Lê Văn Vân lại nhập địa chỉ nhà Đặng hân hân vào máy lần nữa, rồi nói đi tới chỗ này. chương 273, sớm biết vậy khỏi xuống cho rồi. Bởi vì thời tiết có hơi nóng nên đầu anh ta đã chảy đầy mồ hôi, tay trái anh ta cầm một cuộn tranh, tay phải cầm một chiếc hộp nhỏ, nắp hộp đã bật mở, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Chiếc nhẫn kia được tạo thành từ vô số viên kim cương nhỏ, vừa nhìn đã biết ngốn không ít tiền. Mà đứng phía trước anh ta chính là Đặng Hân Hân đang bối rối không biết nên làm gì. Hân Hân, đây là bút tích thật của đường dần mà anh từng nói với em, không phải em thích siêu tầm những thứ này nhất sao? Cái này xem như xính lễ dành cho em. Còn đây là chiếc nhẫn kim cương đắt nhất của Lâm Hải, trị giá 1.500 vạn, anh thật lòng thật dạ muốn cưới em. Mà, Hoàng Mậu Tuấn nhìn Đặng Hân Hân bằng ánh mắt chờ mong, chỉ cần em đồng ý lời cầu hồn của anh, anh nhất định sẽ làm cho em một hôn lễ lãng mạn nhất thế giới. Anh ta vừa mở miệng giới thiệu, những người xung quanh lập tức hồ lên kinh ngạc. Cái này, đúng là lắm tiền lắm của mới bỏ được hơn 1.000 vạn để mua một chiếc nhẫn kim cương mà một nữ sinh đứng phía sau anh ta hùa theo, đặng hân hân, chị đồng ý gả cho anh trai của em đi. Chị không biết có bao nhiêu người phụ nữ tranh đến sứt đầu mẻ chán để được gả cho anh của em đâu, cũng chỉ có anh của em mới yêu chị say đắm như vậy thôi. Cô gái à, đúng vậy đó, gia đình chồng tốt như vậy không dễ tìm đâu, cô đừng kén chọn nữa, đồng ý với cậu ấy đi. Một bà dì đang đứng hóng hớt mở miệng khuyên bảo, ngay sau đó lại là một trận ồn ào huyên náo vang lên. Đặng Hân Hân chân tay luống cuống, mờ mịt tìm kiếm trong đám người, hy vọng Lê Văn Vân có thể tới đây sớm một chút. Sớm biết vậy khỏi xuống cho rồi, cô mím môi, nhủ thầm trong miệng. Vừa rồi vì có quá nhiều người làm ở Mỹ, gây ra náo loạn thật lớn, nên cô mới định xuống dưới lầu nói rõ ràng với Hoàng Mậu Tuấn, bảo anh ta mau rời đi. Kết quả Hoàng Mậu Tuấn hoàn toàn không nghe, vẫn cứ quỷ tại chỗ tiếp tục cầu hôn cô, cộng thêm đám người xung quanh cứ ồn ào không dứt khiến cô thật sự không xuống đài được. chương 274 mai mốt anh đừng tới đây quấy giày tôi nữa. Lúc đầu đặng hân hân thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó mặt cô hơi đỏ ửng lên, cực kỳ phối hợp khoác lấy cánh tay của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn lướt qua Hoàng Mậu Tuấn, rồi lại quét mắt nhìn đám người vây xem đang há hốc mồm vì kinh ngạc, rồi cười híp mắt nói, đi thôi, hai ta về nhà nào. Trời đất, hóa ra là có bạn trai rồi xấu hổ quá đi mất tiếng nghị luận vang lên không ngớt từ phía đám đông xung quanh khiến sắc mặt hoàng mậu tuấn càng thêm khó coi không chịu nổi anh ta nghiến răng nói hai người đứng lại đó cho tôi hân hân em đừng giả vờ anh ta không thể nào là bạn trai của em được sao em có thể để mắt đến một tên tội phạm cưỡng gian chứ đám người đang định tản đi bỗng dừng bước tò mò nhìn về phía bên này lê văn vân không định để tâm đến hoàng mậu tuấn nhưng là Hoàng Mậu Tuấn lại vội vàng chạy tới trước. Những người mà anh ta dẫn theo thấy anh ta như vậy cũng vội chạy theo, sau đó bao vây hai người Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân. Người này là một tội phạm cưỡng gian, 9 năm trước từng chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp con gái nhà lành đấy. Hoàng Mậu Tuấn giống lên với đám đông. Thời gian 9 năm quá dài, ngoại trừ một vài người đặc biệt, bình thường có mấy ai nhớ rõ được chuyện này. Nhưng tất nhiên là bọn họ vẫn sẽ không kiếm được mà chỉ trỏ, bàn tán về Lê Văn Vân lê văn vân nhún vai vẫn ôm eo đáng hân hân nhìn thẳng vào mắt hoàng mậu tuấn nói trước kia tôi là người thế nào cũng đâu có trở ngại gì tới chuyện bây giờ tôi mới là bạn trai của đáng hân hân anh mau biến khỏi đây đi mai mốt cũng đừng tới quấy dày đáng hân hân nữa má nó những lời này của anh thiếu chút nữa khiến hoàng mậu tuấn giận đến lệch cả mũi hân hân em ngàn vạn lần đừng để thằng nhãi này lừa anh ta chẳng có tiền đâu anh đã điều tra rồi Bố anh ta chỉ nằm một chức vụ nhàn nhã trong tập đoàn hãn vũ mà thôi, chẳng cần làm gì, hàng tháng nhận chất lương cơ bản thôi. Mà Lê Văn Vân bây giờ cũng chỉ là trợ lý cho lôi bản thôi, ngày đó nhất định là anh ta đóng thế cho lôi bân chứ căn bản chẳng có chút tiền nào đâu. Tiền tối kiếm đã đủ nuôi sống mình rồi, tôi thích Lê Văn Vân là được, mai mốt anh đừng tới đây quấy giày tôi nữa. Đặng Hân Hân cũng mở miệng đáp lại. Hoàng Mậu Tuấn ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ với anh ta, điệu bộ đó hệt như đang nói, cô ấy thích tôi, tôi cũng đâu có cách nào. chương 275, cô có thể bắt đầu cởi quần áo rồi. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, mỉm cười với cô ta. Ha ha, không dám à, cô ta cười khẩy một tiếng. Sau đó, cô ta nhìn thấy Lê Văn Vân nhét tay vào túi, kế tiếp, Lê Văn Vân rút một chiếc thẻ. Màu xanh dương ra, ném thẳng vào mặt cô ta. Bốp, tấm thẻ rơi xuống đất thẻ thẻ kim cương con người của hai anh em hoàng mậu tuấn đồng thời co lại cùng lúc đó giọng nói của lê văn vân vang lên bên tai hai người cô có thể bắt đầu cởi quần áo rồi có hàng chục người tập trung ở tầng dưới trong nhà của đặng hân hân tất cả họ đều chặn bên ngoài và tò mò theo dõi bên trong lúc này trên mặt hai anh em hoàng mậu tuấn lộ ra vẻ bàng hoàng họ đang kinh ngạc nhìn tấm thẻ màu xanh lam trên mặt đất lê văn vân kẻ mà trong mắt họ chính là kẻ đã phạm phải tội hiếp dâm, ngồi tù 9 năm, kẻ không ra gì, thế mà lại có được tấm thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải. Là thiên đường của giới nhà giàu, sức ảnh hưởng của Ngân hàng Tân Hải đối với ngành kinh tế trong nước là rất lớn. Đây không chỉ là trên phương diện tài chính mà tài sản của Ngân hàng Tân Hải còn trải rộng khắp thế giới. Muốn nói về đề chế kinh doanh tiềm ẩn thì không có gì nghi ngờ khi Ngân hàng Tân Hải là một trong những đề chế kinh doanh lớn nhất. Cả hai anh em đều biết chính xác thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải nghĩa là gì. Gia đình họ có một khối tài sản kha khá, dù sao họ cũng là những tay buôn đồ cổ hàng đầu trong nước mà. Nhưng so với thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, điều này chẳng là gì cả. Sao có thể chứ? Sao anh lại có được tấm thẻ này cơ chứ? Hoàng Mậu Tuấn sợ hãi nói. Lê Văn Vân không thèm để ý đến Hoàng Mậu Tuấn mà chỉ nhìn em gái của anh ta. Em gái của Hoàng Mậu Tuấn tên là Hoàng Mộc. Lúc này sắc mặt của cô ta trông cực kỳ khó coi. Lê Văn Vân mỉm cười nói, mấy người không cần quan tâm đến việc tấm thẻ này từ đầu mà có, nhưng tôi rút ra 100 triệu từ tấm thẻ này thì cũng không khó đâu, cô có thể thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Có quỷ mới biết tấm thẻ của anh từ đầu mà có. Hoàng Mộng cười khẩy, làm cách nào để chứng minh tấm thẻ ngân hàng này là của anh? Lê Văn Vân đứng yên và nhìn Hoàng Mộng với một nụ cười như không cười audio điện tử võ tấn bền. Chương 276, anh định ra tay với nhà họ Lê sao? Anh không quan tâm đến đám người Hoàng Mậu Tuấn nữa. Dù sao người như Hoàng Mậu Tuấn cũng là doanh nhân, biết cân nhắc lợi hại, sau này dù có kiêng kỵ bản thân cũng sẽ không tiếp tục quấy rối Đặng Hân Hân nữa. Bước vào thang máy, Lê Văn Vân thấy mặt Đặng Hân Hân càng lúc càng đỏ ửng. Cô bị sao vậy? Lê Văn Vân hỏi. Bây giờ không có ai, Đặng Hân Hân cúi đầu nói, anh buông tôi ra được rồi. Lê Văn Vân sửng sốt, sau đó thả tay trên eo Đặng Hân Hân ra, sờ sờ mũi của mình rồi hắng giọng và chuyển chủ đề, về sau anh ta sẽ không đến quấy rối cô nữa. Cảm ơn, Đặng Hân Hân liếc nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt đầy biết ơn và nói, mặc dù tôi phụ trách công việc kinh doanh của anh, nhưng kể từ khi tôi quen biết anh thì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, sinh nhật còn tặng quà cho tôi, lại là một quà vô cùng quý giá nữa lần này lại giúp tôi giải quyết chuyện của hoàng mậu tuấn tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa đều là bạn bè chuyện nhỏ mà thôi đừng để ý quả lê văn vân cười xua tay nói đúng rồi lần trở về này còn có một chuyện muốn làm phiền cô hả đặng hân hân hỏi là chuyện gì cô đi tìm hoàng lượng nói rằng việc kinh doanh của ngân hàng tân hải ở lâm hải nào có hợp tác với nhà họ lê nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của ngân hàng tân hải Hãy cố gắng cắt đứt, Lê Văn Vân nói. Đặng Hân Hân ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân nói, anh định ra tay với nhà họ Lê sao? Trong lúc hai người trò chuyện thì thang máy đã đến nơi, hai người ra khỏi thang máy. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, gật đầu nói, tôi đã tìm ra sự thật về chuyện xảy ra cách đây 9 năm rồi. Nhà họ Lê bất nhân với tôi thì tôi sẽ bất nghĩa với họ. Nhưng mà, Đặng Hân Hân lo lắng nói, dù sao nhà họ Lê cũng là dòng họ lớn và giàu có. Tài sản của họ trải khắp cả nước và tự mình có được một đế quốc kinh doanh khổng lồ. Lê Văn Vân cười nói, làm sao cô biết sau lưng tôi không có đế quốc kinh doanh còn hùng mạnh hơn họ chứ? Đặng Hân Hân kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Cô không nghi ngờ nhiều về lời nói của Lê Văn Vân. Trong mắt cô, Lê Văn Vân vô cùng bí ẩn, thậm chí đến tận bây giờ cô vẫn không biết về nguồn gốc của Lê Văn Vân, không biết tại sao Lê Văn Vân lại sở hữu chiếc thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải thậm chí cô đã quen với những bất ngờ mà Lê Văn Vân mang lại cho cô. Sau khi mở cửa phòng, Lê Văn Vân ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho tôi bân. chương 277, cậu ta là người của lôi bân đúng không? Bố, hãy giúp con nghĩ cách dạy cho tên Lê Văn Vân đó một bài học đi. Hôm đó anh ta lè con như vậy khiến con rất tức giận, Lê Tử Dụ nói. Biết rồi, biết rồi, Lê Trung Hằng nói, còn nữa, hãy nhuộm lại mái tóc màu xanh của con đi, nhìn thấy là bực bội rồi. Đây là nghệ thuật, Lê Tử Dụ nói. Lê Trung Hằng lạnh lùng trợn mắt nhìn anh ta. Lúc này Lê Tử Dụ mới thẳng cái cổ nói, chỉ cần bố ra tay giúp con dạy cho Lê Văn Vân một bài học thì con sẽ đi nhuộm ngay lập tức. Biết rồi, em đi ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn bàn với bố. Lê Tử Thiện vỗ vai anh ta nói. Ồ, Lê Tử Dụ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi anh ta rời đi, lê tử thiên nhìn lê trung hằng nói bố sao rồi vẫn không liên lạc được à ừm lê trung hằng gật đầu nói tối qua anh ta nói sau khi giải quyết xong chuyện sẽ gọi điện cho chúng ta thế nhưng anh ta lại không liên lạc gì với chúng ta cả hôm nay bố đã gọi hơn chục cuộc nhưng anh ta đều không trả lời bố đã cử người đến những nơi mà anh ta có thể đến cũng không phát hiện ra điều gì chỉ sợ là đã xảy ra chuyện không may rồi lê tử thiên nhíu mày hỏi vậy làm sao bây giờ chờ xem sao đã lê trung hằng nói có thể là tối hôm qua anh ta chơi với gái khuya quả nên bây giờ vẫn chưa dậy mà thôi lê từ thiện gật đầu nói chỉ có thể làm như thế này thôi cùng lúc đó trong nhà họ liễu ở lâm hải một lão già tóc bạc đang nhìn cái đầu quấn đầy băng gạc của liễu bạch ông lão nhìn có vẻ cao tuổi nhưng vẻ mặt rất hồng hào cơ thể cũng rất cường tráng người này là liễu vân sơn một người có địa vị rất cao ở Lâm Hải, đồng thời cũng là người có được tấm thẻ kim cương ngân hàng Tân Hải. chương 278, anh tìm được số 2 rồi sao? Liễu tinh nữ lẩm bẩm trong miệng, được ạ, à, cháu biết rồi. Liễu bạch nằm trên ghế salon bên cạnh thầm cười khẩy trong lòng, vẻ mặt vô cùng đắc chí. Cậu ta đã nghĩ xem mình sẽ nhục nhã Lê Văn Vân thể nào khi anh đến trước mặt cậu ta. Tất nhiên Lê Văn Vân không biết tất cả những việc này, anh ngây người ở nhà đặng Hân Hân được một lúc. Sau đó, Đỗ Tịch Tịch gọi điện thoại cho Đặng Hân Hân, rủ cô ra ngoài chơi. Ban đầu Đặng Hân Hân rủ cả Lê Văn Vân nhưng anh không có ý định đi cùng. Nếu như đến đó, chắc chắn sẽ phải ăn cơm tối cùng bọn họ mới được, mà tối nay hai người Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U sẽ đến Lâm Hải, anh phải tiếp đãi thật chu đáo. Đặng Hân Hân tự mình lái xe rời đi. Lê Văn Vân gọi điện thoại cho Khương Vĩ, Khương Vĩ vừa nhận cuộc gọi lập tức mở miệng mắng to bố tổ nhà cậu chứ, có gái vào là bỏ mặc ông đây luôn. Lê Văn Vân gái gái đầu. Vừa nãy bọn họ đi cùng nhau đến cư xá, Lê Văn Vân chạy qua giúp Đặng Hân Hân còn Khương Vĩ đứng một bên hóng hớt, sau đó Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân đi cùng nhau lên lâu. Khương Vĩ có gọi điện thoại cho Lê Văn Vân, kết quả đúng lúc đó Lê Văn Vân đang gọi điện thoại cho Lôi Bân, thế là thuận lợi bỏ lỡ. Hai tiếng, người anh em, đỉnh quá ha, một lúc lâu sau, Khương Vĩ lại nói tiếp lê văn vân không trả lời anh biết tên khương vĩ chết toi này lại suy nghĩ lệch lạc rồi anh cũng mắng lại một câu đừng nói bậy tớ chỉ ngây người ở nhà cô ấy một lúc tiện thể qua đó giúp cô ấy chút việc mà thôi cậu về rồi à ừ đã về rồi cậu muốn đến tìm tớ khương vĩ hỏi không cậu về rồi thì thôi vậy lê văn vân nói tớ chỉ lo cậu còn chờ tớ ở dưới lầu gọi điện thoại hỏi xem thế nào thôi đệt mợ nhà ông Khương Vĩ mắng một câu, má cậu chứ, sướng xong rồi mới nghĩ đến tớ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh biết không giải thích được rõ ràng, cũng không quá để ý nên bèn cúp điện thoại. Sau đó, anh liên lạc với Phạm Nhược Tuyết xác định thời gian Phạm Nhược Tuyết đến nơi rồi chạy đến quán Internet chơi game một lúc. 9 giờ tối, Lê Văn Vân đi ra từ cửa quán Internet. Một chiếc SUV đang đỗ trước cửa, Lý Tiểu U ngồi ở vị trí phó lại cười ngọt ngào với Lê Văn Vân, mau lên xe. Lê Văn Vân gật đầu, nhìn sang nói với Phạm Nhược Tuyết, đã lâu lắm rồi không được gặp bác sĩ Phạm, nhớ quá đi mất. Chương 279 thực lực vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, Lê Văn Vân hơi híp mắt lại, trong mắt lộ ra một tia sát ý, anh hỏi, thật sao? Đối với người gác đêm mà nói, cái tên ẩn giả này chính là nỗi đau lớn nhất của bọn họ. Người này đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng sát thủ ngầm, thực lực vô cùng đáng sợ. Quan trọng nhất là anh ta chạy trốn khỏi người gác đêm, từng có địa vị cực cao trong người gác đêm. Anh ta là một đứa trẻ do mấy ông bà già trong người gác đêm nhặt được ở ven đường, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú hơn người. Vào tuổi 32, anh ta trở thành người gác đêm số 0, sớm hơn mười mấy năm so với Lê Văn Vân, là người gác đêm trước Lê Văn Vân hai thế hệ. Sau đó không biết vì sao anh ta bất ngờ phản bội, rời khỏi người gác đêm trở thành sát thủ hơn nữa nhanh chóng leo lên đỉnh bảng sát thủ ngầm anh ta rất ít khi ra tay nhưng một khi ra tay thì ắt sẽ có nhân vật quan trọng phải chết anh ta rất thần bí không ai biết anh ta ở nơi nào khi nào ra tay vì vậy người trong thế giới ngầm bèn lấy tên ẩn giả để gọi anh ta tất nhiên là lê văn vân biết tên của anh ta anh ta tên là giản hưng người gác đêm đều biết tên của anh ta mỗi người trở thành người gác đêm số không đều phải làm một nhiệm vụ đó là săn giết giản hưng lê văn vân và lữ dương cũng vậy trong khoảng thời gian lê văn vân trở thành người gác đêm số không giản hưng từng ra tay vài lần ra tay xong rồi anh ta sẽ biến mất căn bản không cách nào tìm được anh ta ra tay ở lâm hải ư lê văn vân hỏi không phải tin tức này lọt ra ngoài từ gián điệp nội bộ của hồng liên giản hưng hợp tác với bùi nghinh tùng mục đích của bọn họ là khống chế nhà họ vương ở yến kinh mục tiêu là một cô gái nhà họ vương đang học ở lâm hải tên là vương giai kỳ phạm nhược tuyết giải thích vẻ mặt lê văn vân hơi thay đổi nhà họ vương ở yến kinh đây là thế gia giàu sang quyền quý chân chính bậc nhất hơn nữa khác với nhà họ lê nhà họ vương không chỉ giỏi giang về mặt thương mại bởi vì xét ở trình độ nào đó thì nhân vật nòng cốt của nhà họ vương cũng coi như là tổ chức của thế giới ngầm chương 280, tùy anh thôi. Cho nên, Lê Văn Vân hỏi. Phạm Nhược Tuyết nói, Lữ Dương ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, không thể về được trong thời gian ngắn. Nếu giản hưng xuất hiện, anh hãy ra tay. Việc này vốn là nhiệm vụ của tôi, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Đúng vậy, trong lòng Lê Văn Vân, anh vẫn là người gác đêm số không như trước. Còn Lữ Dương cũng chỉ là nhóc con mà thôi. Phạm Nhược Tuyết gật đầu, hỏi, à đúng rồi, anh điều tra ra chân tướng 9 năm trước rồi à? Chuẩn bị ra tay với nhà họ Lê sao? Ừ, Lê Văn Vân gật đầu nói. Tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ cho anh. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh gật đầu đáp lại. Nghe những gì Phạm Nhược Tuyết nói, Lê Văn Vân bật cười khúc khích. Lê Văn Vân đã lấy được từ chỗ Lê Hàng một số danh sách những người đương sự có tham. Ra, đối với anh, thách thức thực sự là hai gia tộc lớn, nhà họ Lê và nhà họ Chu nhà họ chu thì còn đỡ đứng sau bọn họ là hồng liên nhưng hiện tại người quản lý hồng liên ở lâm hải là hoa hồng đỏ bây giờ hoa hồng đỏ và lê văn vân đang hợp tác với nhau bảo cô ta không quan tâm đến nhà họ chu chắc hẳn cũng không phải chuyện gì khó hồng liên không bảo hộ nhà họ chu nữa vậy thì bên nhà họ chu sẽ rất dễ đối phó khó nhất chỉ có nhà họ lê mà thôi lê văn vân cũng không nghĩ sẽ khiến nhà họ lê phá sản muốn nhà họ Lê sụp đổ hoàn toàn là một chuyện không mấy thực tế. Dù sao nhà họ Lê đã tồn tại bao nhiêu năm nay, nền tảng gốc rễ đã cắm sâu. Nhưng anh muốn, trong vòng một tuần, nhà họ Lê phải thực sự cảm thấy đau lòng, thật sự cảm thấy hối hận. Bất luận thế nào thì ít nhất cũng phải khiến tài sản của bọn họ bị tổn thất một khoản lớn. Đương nhiên, thời điểm thích hợp nhất để chứng minh bản thân là vào cuối tuần. Trong buổi tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, Tổng kết cuối năm của nhà họ Lê khác với những gia tộc khác, bọn họ đã tiến hành việc tổng kết cuối năm vào giữa tháng 6, đến thời điểm diễn ra buổi tổng kết, họ thường mời rất nhiều công ty có quy mô lớn ở Lâm Hải, và những công ty đó sẽ cử người đến. Khi đó, Lê Văn Vân sẽ xuất hiện cùng Lê Hàng, công khai tất cả sự thật cho công chúng biết. Thời điểm đó mới là lúc để dáng cho nhà họ Lê một đòn chí mạng. Phạm Nhược Tuyết lái xe đến một cư xá nhỏ, sau khi đỗ xe xong xuôi, Cô nói, "Lên trên đi, tạm thời tôi và Tiểu U sẽ ở đây." Lê Văn Vân cười gật đầu, mỉm cười đáp, "Căn hộ lớn đấy nhỉ, đợi tối giải quyết xong mọi việc trong nhà cũng sẽ dọn đến ở cùng hai người." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 280.